các loại mặt hàng này. Đây là các loại đồ cần câu cá. Máy câu cá. Hôm nay mới vậy hả cháu ơi? Dạ. Hôm nay bắt đầu mới vậy à? Vâng. Ừ, toàn hàng bãi của Nhật đẹp thế nhỉ. Mua đi. Ừ. Nó bắt rẻ không? Đang Cái con dao to to này thì bao tiền cháu? Con đây 600 không ạ? 600 hả? Ừ, con này ngon đấy nhỉ. Thằng con về Tết Nhật cả. Thằng Nhật này chắc là xịn là tốt rồi. Đây là những con dao này. Tiền nào của đấy? Ừ, đúng rồi. Bây giờ đẹp nhỉ. Này chặt chặt xương, chặt đấy. Okay, này chặt thì thích lắm. Loại này thì đúng rồi. Đẹp. Cầm chắc tay. Chuẩn lắm. Thép của nó mỗi cái là hơi cao. 600. Các loại nhỉ. Đây có của banh kẹp dụng cụ y tế đấy. Các kiểu kéo này. Mua được bộ dao này thì ngon này. Đây là đồ kìm sửa chữa đồ điện này. Kéo này, lục giác này, cần câu cá. Các loại cần câu. Con này ông câu mà cái đất cước này là cước à? Được quy 3m6. Quá. 3m6 được bao tiền? 300. Chắc này 300 chứ mấy. 300 cần cứ chọn cần nào chọn. To bé hết bằng nhau hết này. Chắc là to thì nhiều tiền hơn. Cần của nó xịn đấy nhỉ. Cần của Nhật. Các kiểu. Có máy không á? Kính cũng có. Nhiều lắm, đội quân này đi bán nhiều thứ thật. Quanh ra đây là xem được mặt hàng gì ở đằng kia này. Hôm nay là người ta mới bắt đầu bày ra. Chưa bày được hết. Đây, cần câu cá rất là nhiều. Tôi sơ bộ đi để tham quan một chút. Đến chiều hoặc mai người ta bày ra nhiều. Đây cả gậy đánh gôn này. Để mai người ta bày ra nhiều thì tiếp tục sang đây quay làm video để cho các giới thiệu cho các bạn cùng xem nhé. Để ai có nhu cầu đến mua thì để đến khu trung tâm công viên Hoàng Hoa Thám đến đây để mua hàng bãi của Nhật nhé. Tất cả các loại đều có hết. Kính Nhật này. Toàn đồ xịn của người Nhật đấy. Bán ở tại thành phố Hà Giang. Toàn hàng bãi xịn của Nhật đấy. Vẫn còn ngon lắm. Để ít nữa phải còn đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì đến đây tìm mua đủ các thứ. Kính này, đồ chơi gôn cũng có này. Kéo Nhật này. Cháu phải bày đến chiều mới bày hết bác nhỉ? Tối thấy bảo là tối mới làm cho đẹp. À, tối bắt đầu trang trí mọi thứ để bán qua Tết luôn thể nhỉ, từ gần Tết. Cái khu này là chợ kể cả phục vụ hoa của ngày Tết nha, của trung tâm công viên Hoàng Hoa Thám của thành phố Giang. Khách hàng nào có nhu cầu đến đây mua
đủ các loại. Video này thì mình bây giờ người ta mới bắt đầu bày cho nên mình mới quay sơ bộ như này thôi. Đến chiều đến mai người ta trang trí đầy đủ thì mình lại tiếp tục làm video để chia sẻ cùng các bạn nhé.